tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Chào mừng quý anh chị quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, các trường khí thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì các xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 phải xem mình có phạm về tuổi Đại Kỵ không? Đó là Tam Tai, Hoàng Ốc và Kim Lâu. Bởi vì ba tuổi Đại Kỵ trên nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn Tam Tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 2000 xây nhà vào năm nào, chọn đúng năm trùng với tuổi hạn Tam Tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn Kim Lâu, nếu gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm Kim Lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn Hoàng Ốc, nếu gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm Hoàng Ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Năm 2021, tuổi Canh Thìn không bị phạm Tam Tai, không phạm vào Hoàng Ốc và Kim Lâu. Vì vậy, gia chủ hãy liên hệ ngay với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ, xem ngày động thổ, đồ mái cũng như là việc thiết kế lại bố cục phong thủy cho phù hợp đối với tuổi Canh Thìn cũng như là những người ở trong gia đình. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên, mỗi năm các thiên tinh đều đến khác nhau, gây nên những ảnh hưởng trực tiếp với từng hướng nhà và từng tuổi, xem xét cụ thể như sau. Đối với nam mạng Canh Thìn sinh năm 2000, mệnh ly hỏa có bốn hướng tốt là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diêm niên, đông sinh khí. Còn bốn hướng xấu cho tuổi Canh Thìn nam mạng đó là đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây là ngũ quỷ. Đầu tiên ta sẽ xét hình hướng nam gồm ba sơn bính ngọ đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao nhất bạch đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác, đó là những nhà hướng nam tọa tý hướng ngọ và tọa quý hướng đinh vào năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa nhâm hướng bính xây mới trong năm 2021 là rất tốt. Tuổi Canh Thìn xây nhà vào hướng nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung. Nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, đối với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng đông nam gồm ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vạn sát nên càng hung họa. Những nhà hướng đông nam vào năm 2021 không nên xây mới sửa chữa. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc tổng với là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Còn đối với hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc mệnh Phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Canh Thìn mà xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Quốc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp tránh trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét về hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị vàng tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị vàng vào bộ long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Tuổi 2000 Canh Thìn nam mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh ý tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét về hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào bộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại là sao Lập Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tổng nghĩa là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Xét về hướng Tây Bắc thì gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào bộ long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Canh Thìn năm 2000 mà xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy mà tuổi Canh Thìn khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Về hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm bộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy.
Tuổi Canh Thìn, nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được hóa giải và được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Thìn đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Xét sang hướng Tây, gồm ba sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021, Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bán tuổi gì. Còn những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây. Với nam mạng Canh Thìn sinh năm 2000 mà xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ ý nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành, hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp mà tuổi Canh Thìn đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tiếp theo chúng ta sẽ xét sang nữ mạng tuổi Canh Thìn, mệnh Càn Kim, có 4 hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí, còn 4 hướng xấu là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát và Đông là Ngũ Quỷ. Tìm hiểu về hướng Tây Bắc thì gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021, Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mậu Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Canh Thìn mà xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, đối với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa, tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc, gồm có 3 sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm tài tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mà xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn hướng tiếp theo đó là hướng Tây Nam, gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021, Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi thì không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm vào Mộ Long biến vận sát nên phải xây mới sẽ không được cách lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được cách lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy.
Tuổi Canh Thìn mà xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lâm phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng tiếp theo là hướng Tây gồm 3 sơn canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu những nhà tọa giáp hướng canh bị phạm vào Mậu Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây. Tuổi 2000 Canh Thìn nữ mạng mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên đồng thổ xây mới. Hơn nữa những nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Những nhà mà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hoa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Xét sang hướng Nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo Đến Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm Ngũ Hành là sát tinh lớn của năm, nên những nhà mà phạm vào Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa dừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Thìn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Xét sang hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đào đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý, cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy để được xây dựng nhà cửa được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Canh Thìn nữ mạng mà xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tự quái lạc hàn, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Thìn đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Sát sang hướng Đông gồm ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào bộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Với nam mạng Canh Thìn sinh năm 2000, xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Canh Thìn đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Quý vị thân mến, vào năm 2021 Tân Sửu thì hầu hết các hướng đều phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của thái tuế khắc với nạp âm của mộ vận long tọa của nhà. Điều này qua thử nghiệm thấy, khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp trắc trở, ly hương. Vào năm 2021 Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy nhâm thìn, nạp âm thủy các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm tân thân sử quý khôn canh mùi. Vào năm 2021 công khai sơn lập hướng. Về thái tuế sát, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai tật ác nặng thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vào năm Tân Sửu 2021, thái tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí sửu chi la bàn, nên không xây mới hay tu thạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bàn tuổi gì. Còn về tam sát gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn dần mão thìn, chủ tai họa là sát khí của năm cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát của một lúc, tác hại vô cùng lớn. Vào năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn dần mão thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo sửa chữa phương này tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ong không bay về phương Mậu Kỷ để tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng vào tháng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Vào năm Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn về Ngũ Hoàng Đại Sát, cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu Ngũ Hoàng Đại Sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn, từ ngàn đời xưa các cổ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, ngăn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho những người ở trong nhà được bình an may mắn thâu thù tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng không hợp, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ lục sát tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021
2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc xây thì đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của Tài Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.